Nữ tiến sĩ Diêm Lệ Mộng, một nhà virus học Trung Quốc đã đào thoát sang Mỹ, tuyên bố vào hôm 11 tháng 9 rằng cô sẽ sớm công bố bằng chứng cho thấy virus corona là virus nhân tạo được tạo ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Mỹ vẫn tiếp tục cảnh báo công dân Mỹ có nguy cơ bị bắt giữ tùy tiện khi đến Trung Quốc. Thống đốc bang California ngày 14 tháng 9 đã ra lệnh treo cờ rủ để tưởng nhớ hạ sĩ không quân gốc Việt đã hy sinh khi thực hiện tuần tra an ninh định kỳ ở Kuwait hôm 12 tháng 9. Tất cả những thông tin chi tiết sẽ có trong video ngày hôm nay. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020, vào lúc 4 giờ chiều theo giờ PST, mình sẽ đưa mọi người tạm rời xa thành phố một chút để đi đến một vùng nông thôn yên bình hơn, đồng thời cập nhật sơ qua về tình hình tại Mỹ để cho mọi người cùng biết. Và bây giờ, mời mọi người cùng đi chung với mình nha. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng, một nhà virus học Trung Quốc đã đào thoát sang Mỹ trong một tiết lộ đáng kinh ngạc, tuyên bố vào hôm 11 tháng 9 rằng cô sẽ sớm công bố bằng chứng cho thấy virus corona được tạo ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Tâm chấn ban đầu của đợt bùng phát, tiến sĩ Diêm cho biết Bắc Kinh đã biết rõ về virus corona trước khi công bố dịch. Cô đã phải chạy trốn sang Mỹ vào tháng 4 vì lo ngại đến tính mạng của mình bị đe dọa khi cô nắm giữ khá nhiều bí mật về virus corona Vũ Hán. Nhà khoa học cũng đưa ra bằng chứng khoa học để chứng minh cho những tuyên bố của cô. Trong cuộc trò chuyện độc quyền với Louis Gouman, một chương trình trò chuyện của anh, nhà khoa học Diêm Lệ Mộng cho biết cô được giao nhiệm vụ điều tra bệnh viêm phổi mới ở Vũ Hán. Cô ấy nói rằng cô ấy đã phát hiện ra một hoạt động che đậy liên quan đến coronavirus trong quá trình điều tra của mình. Tiến sĩ Diêm, chuyên ngành virus học và miễn dịch học tại Trường Y tế Công cộng Hồng Kông cho biết cô đã thực hiện hai nghiên cứu về bệnh viêm phổi mới ở Trung Quốc, lần đầu tiên vào giữa tháng 12 và đầu tháng 1 và nghiên cứu thứ hai vào giữa tháng 1 trước khi chạy trốn sang Hoa Kỳ từ Hồng Kông. Tôi đã quyết định báo cáo sự phát triển này với người giám sát của mình, người cũng là chuyên gia tư vấn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Không có phản hồi nào từ WHO và người giám sát của tôi. Mọi người đã cảnh báo tôi rằng đừng vượt qua ranh giới bên phải và giữ im lặng, nếu không tôi sẽ biến mất. Nhà virus học cho biết cô đã mong đợi người giám sát của mình thay mặt chính phủ Trung Quốc và WHO làm điều đúng đắn. Một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đã chỉ trích cả Trung Quốc và WHO vì đã che đậy mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát coronavirus. Tiến sĩ Diêm tiết lộ, cô đã liên hệ với một YouTuber nổi tiếng của Trung Quốc ở Mỹ. Bài tiết lộ bằng tiếng Trung Quốc nói rằng, Trung Quốc đang che đậy cuộc khủng hoảng COVID-19 và có sự lây truyền từ người sang người. Cô cũng nói rằng coronavirus là một loại virus đột biến cao sẽ sớm bùng phát và nói rằng COVID-19 có nguồn gốc từ chợ hải sản Vũ Hán là không đúng sự thật. Sau đó, tiến sĩ Diêm đã tiết lộ rằng virus không phải từ tự nhiên và nó đến từ một phòng thí nghiệm do chính phủ Trung Quốc kiểm soát ở Vũ Hán. Khi được hỏi liệu cô có bằng chứng khoa học về tiết lộ này không, tiến sĩ Diêm cho biết cô có thông tin tình báo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc CDC, các bác sĩ địa phương và những người khác trên khắp Trung Quốc. Đây là những sự thật và tất cả những thứ khác đã được che đậy, cô nói thêm. Nhà virus học cho biết cô đang thực hiện một báo cáo khoa học với một nhóm nhỏ các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới và bản báo cáo này sẽ sớm được xuất bản. Có hai báo cáo. Báo cáo đầu tiên sẽ đến trong vài ngày tới và nó sẽ cho mọi người biết tất cả bằng chứng. Cô nói và nói thêm rằng coronavirus là một loại virus rất dễ lây lan và nguy hiểm. Khi được hỏi liệu cô có lo lắng về sự an toàn của mình sau khi chạy trốn khỏi Hồng Kông hay không, tiến sĩ nói rằng cô muốn gửi thông điệp càng sớm càng tốt cho thế giới. Lúc đó rất sợ, nhưng tôi phải làm vì tôi là bác sĩ và tôi không thể nhìn thấy điều đó xảy ra. Nếu tôi không nói sự thật với cả thế giới, tôi sẽ rất hối hận. Vì vậy, nền tảng này được dựa trên ở New York đã giúp tôi bí mật rời khỏi Hồng Kông. Họ giúp những người chống lại chính phủ Trung Quốc, cô nói thêm. Tiến sĩ Diêm cho biết bất kỳ ai, kể cả những người không có kiến thức về sinh học, đều có thể đọc báo cáo khoa học chưa được công bố của mình một cái nhìn sâu sắc, để cho mọi người biết tại sao nó đến từ Trung Quốc và tại sao họ là những người duy nhất tạo ra nó, cô nói. Và cô cũng nói thêm rằng
bạn có thể tự mình kiểm tra, xác định và xác minh nó. Điều quan trọng là chúng tôi phải biết nguồn gốc của virus, nếu không nó sẽ đe dọa tính mạng của mọi người. Theo NDTV đưa tin, Mỹ vẫn tiếp tục cảnh báo công dân Mỹ có nguy cơ bị bắt giữ tùy tiện khi đến Trung Quốc. Các bộ ngoại giao Mỹ đã hạ cố vấn của mình cho Trung Quốc vào thứ Hai, cảnh báo người Mỹ xem xét lại bất kỳ du lịch đến Trung Quốc, đồng thời cảnh báo về việc giam giữ tùy tiện và việc thi hành luật pháp địa phương tùy tiện ở Trung Quốc và Hồng Kông. Lời khuyên này có khả năng làm gia tăng căng thẳng giữa các bên gia tăng kể từ khi Bắc Kinh áp đặt cho Hồng Kông một đạo luật an ninh quốc gia nghiêm ngặt mới vào tháng 6, vốn đã phải đối mặt với một loạt hành động trừng phạt của Mỹ. Cố vấn cảnh báo công dân Hoa Kỳ rằng Trung Quốc áp đặt lệnh cấm xuất cảnh và giam giữ tùy tiện để buộc hợp tác với các cuộc điều tra, gây áp lực buộc các thành viên gia đình từ nước ngoài trở về Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến các tranh chấp dân sự và đạt được đòn bẩy thương lượng đối với các chính phủ nước ngoài. Và nói thêm, công dân Hoa Kỳ đi du lịch hoặc cư trú tại Trung Quốc hoặc Hồng Kông có thể bị giam giữ nếu không được tiếp cận với các dịch vụ lãnh sự Hoa Kỳ hoặc thông tin về tội phạm bị cáo buộc của họ. Các công dân Hoa Kỳ có thể bị thẩm vấn kéo dài và bị giam giữ kéo dài nếu không có thủ tục pháp lý. Tại Hồng Kông, Trung Quốc thực thi quyền lực cảnh sát và an ninh một cách đơn phương và tùy tiện, cố vấn cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng luật mới cũng bao gồm các hành vi phạm tội của những người không phải là cư dân Hồng Kông hoặc các tổ chức bên ngoài Hồng Kông, có thể khiến các công dân Hoa Kỳ đã công khai chỉ trích Trung Quốc, dẫn đến nguy cơ cao bị bắt, giam giữ, trục xuất hoặc truy tố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói với các phóng viên tại cuộc họp giao ban hàng ngày hôm thứ Ba rằng Mỹ nên hoàn toàn tôn trọng sự thật và không nên tham gia vào các thao túng chính trị không chính đáng khi đưa ra các lời khuyên như vậy. Sự thay đổi tình trạng của Trung Quốc diễn ra sau 6 tháng kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19 và gần 8 tháng sau khi Bộ Ngoại giao đưa ra cảnh báo nghiêm khắc nhất, yêu cầu công dân Hoa Kỳ không nên đến đó du lịch. Lần đầu tiên, nó cảnh báo người Mỹ vào ngày 24 tháng 1 không đến Vũ Hán, thành phố nơi được cho là khởi nguồn của loại coronavirus mới, trước khi mở rộng tư vấn cho toàn bộ Trung Quốc khoảng một tuần sau đó. Trung Quốc đã nối lại hầu hết các hoạt động kinh doanh bao gồm cả nhà trẻ và trường học. Các điều kiện cải thiện khác đã được báo cáo. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh thừa nhận trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã không hạ cấp mức độ đe dọa đối với Trung Quốc, giữ cố vấn của họ ở mức cao nhất là 3. United Airlines và Delta từ từ bắt đầu khôi phục dịch vụ đến Trung Quốc trong mùa hè. American Airlines sẽ không tiếp tục các chuyến bay đến đó cho đến tháng 10. Nhưng hầu hết người Mỹ vẫn không thể lên kế hoạch cho các chuyến đi đến Trung Quốc. Công dân Mỹ hiện không thể xin thị thực nhập cảnh. Vào tháng 8, Trung Quốc đã nới lỏng các hạn chế biên giới cho khoảng 30 quốc gia, nhưng Mỹ không có trong danh sách, Bộ Ngoại giao cho biết. Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, trong bối cảnh các tranh chấp âm ỉ về thương mại, công nghệ, Đài Loan, Tây Tạng, Biển Đông, đại dịch coronavirus và gần đây nhất là Hồng Kông. Tác động của căng thẳng đã được cảm nhận trong việc các cơ quan đại diện ngoại giao bị đóng cửa ăn miếng trả miếng, cũng như hạn chế thị thực đối với sinh viên và nhà báo. Theo USA Today, Thống đốc bang California Gavin Newsom ngày 14 tháng 9 ra lệnh treo cờ rủ để tưởng nhớ hạ sĩ không quân gốc Việt từ Anaheim đã hy sinh thiệt mạng hôm thứ Bảy trong một vụ tai nạn khi thực hiện tuần tra an ninh định kỳ ở Kuwait vào hôm 12 tháng 9. Hạ sĩ không quân Jason Kaifang, 26 tuổi, đã phục vụ trong phi đội lực lượng an ninh số 66 kể từ tháng 10 năm 2018. Phan được điều động đến phi đội lực lượng an ninh viễn chinh số 386 của cánh quân viễn chinh ở Kuwait. Phan đã ở từ tháng 7. Theo các quan chức tại Hanscom Air, căn cứ lực lượng ở Massachusetts, Thống đốc Gavin Newsom đã ra lệnh treo các lá cờ dài nửa trượng trên tòa nhà Quốc hội để vinh danh Phan. Các quan chức thành phố Anaheim cũng vinh danh Phan vì sự phục vụ của Phan và bày tỏ sự chia buồn của họ. Phi đội của Phan ở Kuwait trong khuôn khổ chiến dịch giải quyết vốn có, nhiệm vụ của Mỹ nhằm chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Suy nghĩ của chúng tôi là với gia đình Phan và tất cả những gì Phan chạm vào trong cuộc đời quá ngắn ngủi của mình, bài đăng trên Facebook của Anaheim cho biết.
Phan thiệt mạng trong một vụ tai nạn do một chiếc xe không liên quan đến chiến đấu khi đang thực hiện một cuộc tuần tra định kỳ bên ngoài căn cứ không quân Ali al-Salem. Các quan chức của Hanscom AFP cho biết trong một tuyên bố, hai phi công khác cũng bị thương trong vụ tai nạn. Một trong số họ đã được đưa đến bệnh viện tại trại Arifjan ở Kuwait vì vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Theo CBS Los Angeles đưa tin. Và mọi người ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của mình. Và nếu thích video của mình hãy cho mình một like, nhấn nút đăng ký và đừng quên chia sẻ bạn bè và người thân của mọi người. Mến chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại với những video kỳ tới nha mọi người. Bye bye!